ai cũng nên cho mình chí ít 5 thứ xa xỉ này. Mỗi người có một quan điểm khác nhau về những thứ mang tên xa xỉ. Với những người đang mắc bệnh thập tử nhất sinh, thời gian và sức khỏe là những thứ xa xỉ. Với những người nghèo khó thì bất cứ thứ gì cần phải dùng đến tiền để mua cũng đều trở thành hàng xa xỉ. Với những người công nhân phải ra ngoài lăn lộn, chẳng mấy khi có điều kiện trở về nhà, thì việc được về quê thăm thú người thân chính là một điều xa xỉ đến mức khó có thể tưởng tượng. Còn với một người trưởng thành, tất cả những thứ khác biệt hay mua với giá cao có lẽ vẫn chưa đáng để gọi là hàng xa xỉ. Dưới đây là 5 thứ xa xỉ cơ bản nhất mà đã là người trưởng thành, quý vị cần phải tích lũy cho mình. Thứ nhất, luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp. Học cách tìm được điểm đáng khen ngợi trong món ăn người khác nhọc công làm nhưng không ngon. Học được cách thu ánh mắt kỳ thị, coi thường khi nhìn thấy một người ăn xin, tàn tật, nhìn thấy bên đường. Học cách nghĩ nhiều về cuộc sống ngọt ngào, tươi đẹp khi bản thân đang phải gặm nhấm sự cô đơn. Học cách nói lời cảm ơn đến người không quen biết đã giơ tay ra giúp đỡ mình. Học cách dùng một trái tim bình thường để nhìn nhận mọi thứ không bình thường đang xảy ra xung quanh. Dù sao thì cuộc sống này vẫn luôn có những điều tốt đẹp. Quan trọng là chúng ta học cách nhìn nhận những điều đó như thế nào mà thôi. Thứ hai, nhìn thấy hy vọng trong tương lai. Thanh xuân trôi nhanh như một cơn gió, nhưng rồi sẽ có một ngày bạn trưởng thành. Bạn không còn là một thiếu niên nông nổi, và bạn phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn, đầu đội trời, chân đạp đất, để những người xung quanh bạn cũng như chính bản thân bạn nhìn thấy hy vọng trong tương lai. Đó mới là thứ bạn cần phải có. Một tương lai mù mịt sẽ khiến bạn bế tắc, chẳng biết ăn nói thế nào với bản thân cũng như người thân của bạn. Thứ ba, hưởng thụ không gian, thời gian và cuộc sống thuộc về mình. Sống là phải hết mình, phấn đấu hết mình, làm việc hết mình và nghỉ ngơi cũng phải hết mình. Được nghỉ, có thể về nhà, hãy về nhà đi. Đừng một mình cô độc nơi thành phố lạ lẫm. Công ty không vì bạn nghỉ việc một ngày mà ngừng hoạt động. Cơ hội cũng không thể nào đột ngột đến với bạn vào thời điểm tất cả đang nghỉ ngơi. Hãy hưởng thụ sự lười biếng của mình vào những ngày nghỉ. Giữ chặt lấy sự thanh thản, rảnh rỗi, khiến người người mê đắm. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, sống chậm một chút, cuộc sống thật đẹp biết nhường nào. Dù sao thì mỗi ngày chúng ta đều phải trải qua một cuộc sống bận bịu, vội vã, gấp gáp. Vậy thì sao ta không chủ động sống chậm lại một chút? Trừ ngày lễ, ngày phép ra, nếu không tận hưởng, bạn sẽ phải đợi đến ngày nghỉ hưu mới có thể làm việc này. Thứ tư, một trái tim trẻ thơ. Đừng chế giễu sự kỳ vọng của trẻ nhỏ vào những câu chuyện thần thoại, cũng đừng dùng từ khoa học để chứng thực cái gọi là hiếu kỳ của bản thân. Hãy lưu giữ cho mình trí tưởng tượng phong phú về một thế giới hư cấu. Điều này có thể sẽ khiến cách nhìn của bạn về hiện thực trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Trưởng thành không phải là để bạn cảm thấy sự lãng mạn của tuổi trẻ buồn cười cỡ nào, mà là để bạn hoài niệm quá khứ tươi đẹp ra sao. Dù sao thì vô vị hay thú vị, sự khác biệt chỉ nằm ở một trái tim. Giữ trong mình một trái tim trẻ thơ, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn có nhiều điều thú vị để khám phá ngay khi bạn đã là một người trưởng thành thực sự. Thứ năm, niềm tin bất diệt. Không có niềm tin kiên định, chúng ta sẽ khó có thể thành công, đặc biệt là sau những thất bại, sau những lần vấp ngã. Kỳ thực, thất bại không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Miễn là sau thất bại, chúng ta biết rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân và kiên trì niềm tin, lý tưởng đến cùng.
Đừng quan tâm đến niềm tin của người khác đặt vào mình. Quan trọng hơn cả là chúng ta có niềm tin vào chính bản thân mình hay không. Không sợ vạn người ngăn cản, chỉ sợ bản thân mình chưa làm đã đầu hàng mà thôi. Hai chữ gây tổn thương ghê gớm nhất ai cũng nên chú ý trong cuộc sống hàng ngày. Nhược điểm của chàng trai trẻ và câu chuyện của vị thiền sư. Trong thôn nọ có một thanh niên trẻ khá ưu tú. Tuy nhiên, cậu ta có một nhược điểm chết người, đó là thường xuyên ăn nói bỗ bã, thiếu suy nghĩ khi giao tiếp với tất cả mọi người. Bố mẹ và bạn bè của cậu đều khuyên bảo, nhưng cậu ta toàn chống chế. Có vấn đề gì to tát đâu, chỉ là vài câu nói, đâu có đáng để quan tâm đến vậy. Và cậu ta vẫn cứ làm theo ý mình, theo thói quen mà không có ý định sửa đổi. Có một lần, trong thôn xuất hiện một vị thiền sư. Chàng thanh niên này đã nói một câu thiếu tôn kính với vị thiền sư đó. Người khác thấy vậy liền phê bình, nhưng cậu ta liền phản pháo một mạch, không để ai nói chen vào. Chẳng qua chỉ là vài câu nói, tôi xin lỗi ông ta là được chứ gì. Thiền sư mỉm cười, nhìn chàng trai trẻ nói, ta kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Những người xung quanh đổ dồn lại chỗ hai người, chuẩn bị lắng nghe câu chuyện sắp được kể. Ngừng một vài giây, thiền sư bắt đầu kể câu chuyện của mình. Có một người đàn ông nọ nuôi một con gấu ngựa mà anh ta nhặt được từ trong núi, từ khi nó còn nhỏ. Một hôm, con gấu ngựa này giẫm nát ruộng ngô của nhà hàng xóm. Người hàng xóm liền đến tận nhà gọi cửa. Anh ta giận lắm, liền cầm cây gậy đánh tới tấp lên người con vật. Vừa đánh vừa mắng, súc sinh thì vẫn mãi mãi vẫn là súc sinh, tao nuôi mày hoài công rồi. Đánh xong, anh đuổi con gấu ngựa ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, anh bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng con gấu đã đi vào núi. Mặc dù những ngày sau đó anh ta cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng không thể nào tìm lại được con gấu ngựa mà mình đã nuôi. Một lần vào núi đi săn, người đàn ông này chạm trán với một con hổ. Đứng trước một con thú dữ dằn, anh ta nhắm chặt mắt, phó mặc tính mạng cho số phận. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng động mạnh, vội mở mắt ra nhìn, anh ta thấy con gấu ngựa đang ở trước mặt mình. Thì ra, nó đã đuổi con hổ đi. Người đàn ông mừng rỡ, chạy lên trước vuốt ve, ôm ấp con gấu ngựa và nói, tốt quá rồi, lần trước tao đánh mày, mày có đau không? Mày theo tao về nhà nhé. Gấu ngựa đáp, tôi đã hết đau từ lâu rồi, nhưng những lời ông nói vẫn khiến tôi cảm thấy đau, rất đau. Nói xong, con vật bỏ vào núi, thậm chí không quay đầu lại một lần nào nữa. Thiền sư kể câu chuyện xong, mọi người đều gật đầu thừa nhận. Lời nói quả thực có thể gây tổn thương cho người khác vô cùng ghê gớm. Chỉ có chàng trai kia vẫn chẳng cảm thấy gì. Thiền sư liền rút trong túi ra vài cái đinh cho cậu ta và nói, cậu đem những cái đinh này đóng vào thân cây giúp tôi. Chàng trai trẻ làm theo lời thiền sư nói. Cậu ta vừa quay trở lại, thiền sư liền nói, cậu nhổ những cái đinh đó ra khỏi cây giúp tôi. Chàng trai trẻ không nói gì, lặng lẽ làm theo. Nhưng phải mất rất nhiều công sức, dùng đủ các dụng cụ, cậu ta mới có thể nhổ được một chiếc đinh ra khỏi thân cây. Lúc này, thiền sư mới đến gần cậu ta, dùng tay chỉ lên vết tích mà chiếc đinh vừa được nhổ ra để lại. Cậu quan sát xem, trên thân cây có phải đã lưu lại một vết tích rất sâu không? Giống như con gấu ngựa trong câu chuyện ta vừa kể vậy, mặc dù sự đau đớn do bị gậy đánh lên cơ thể đã sớm tiêu tan, nhưng những tổn thương mà những lời nói của người đàn ông đã gây ra cho nó thì cả đời khó có thể biến mất. Thiền sư nhìn người thanh niên rồi nói tiếp, những lời nói làm tổn thương người khác giống như những chiếc đinh kia vậy. Dù cậu có thể
nhổ đinh ra, nhưng tổn thương mà cậu để lại trong lòng họ cũng giống như những chiếc đinh kia để lại dấu tích trên thân cây vậy, chẳng bao giờ mất đi. Nghe đến đây, chàng trai trẻ mới ngộ ra nhiều điều. Cuối cùng thì tôi đã hiểu những lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm tổn thương người khác sâu sắc đến vậy. Cảm ơn đại sư đã chỉ giáo. Vị thiền sư gật đầu rồi rời đi. Lời bình: trên đời này, thứ có thể gây tổn thương cho người khác ghê gớm nhất gói gọn trong hai chữ: lời nói. Khi chúng ta nói những lời lẽ thiếu chín chắn, không suy nghĩ trước, nghĩ sau với những người xung quanh, nó sẽ giống như việc ta đóng đinh vào lòng người khác vậy. Tổn thương này sẽ mãi mãi chẳng có cách nào bù đắp. Vì thế, mỗi chúng ta ai cũng đều nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình để tránh làm tổn thương đến người khác. Các cụ ta đã dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Từ bao đời nay, câu nói này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ lỗi thời. Vội vàng. Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần tháng mật. Này đây hoa của đồng nội xanh gì. Này đây lá của cành tơ phơ phất. Của yến anh này đây khúc tình si. Và này đây ánh sáng chớp hàng mi. Mỗi buổi sớm thần vui hàng gõ cửa. Tháng riêng ngon như một cặp môi gần. Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa. Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật. Không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn. Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi. Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Mùi tháng năm đều giớm vị chia phôi. Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Cơn gió sinh thì thào trong gió biếc. Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi. Chim rộn ràng bỗng dứt tiếng reo thi. Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa. Chẳng bao giờ, ôi chẳng bao giờ nữa. Mau đi thôi, mưa chưa ngả chiều hôm. Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mờn. Ta muốn giết mây đưa và gió lượn. Ta muốn say cánh bướm với tình yêu. Ta muốn thâu trong một cái hôn chiều. Và non nước và cây và cỏ dại. Cho chếch choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, cho no nê thanh sắc của thời tươi. Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi.